Hiện tại tàu mình đang neo khu neo Jeosu, Hàn Quốc để nhận nước ngọt. Do tàu nằm neo trên Nga lâu ngày quá, tàu hết nước ngọt nên mai tàu ghé vào trong Jeosu nhận nước ngọt các bạn. Cảnh rất đẹp. Cảnh rất đẹp nhá. Đây có rất nhiều tàu neo. Tàu to. Rất thơ mộng bạn ạ. Nhìn trông như tranh họa đồ. Mây núi. Đẹp như diễn viên Hàn Quốc. Thì đang Hàn Quốc mà. Tuy ánh nắng này hiện tại nhiệt độ ngoài trời hai độ C, về đêm nhiệt độ xuống âm.